chào mừng các bạn trở lại với kênh S Garden. Trước mắt các bạn là những chậu hoa phong lữ rủ được trồng ở trong chậu treo. Hoa phong lữ thảo trong những năm gần đây được trồng nhiều vào các dịp Tết. Lá của hoa phong lữ thảo màu xanh, lá rất là dày, lá rất xanh đậm, lá rất dày. Hoa của nó thì có nhiều màu khác nhau, từ màu hồng cho đến màu đỏ, màu cam. Hiện nay thì những chậu hoa phong lữ rủ đang bắt đầu nở hoa. Đây là một cây phong lữ rủ màu hồng. Còn đây là cây phong lữ rủ màu đỏ. Màu đỏ. Đây. Nó màu đỏ. Hoa phong lữ cũng như các loại một số loại hoa khác thì rất thích hợp với điều kiện khí hậu mát mẻ. Vì vậy ở miền Bắc thường được trồng vào mùa đông để đón Tết. Nhiều người rất thích loại hoa phong lữ thảo này, phong lữ rủ này để trồng chơi trong dịp Tết. Một chậu hoa phong lữ thảo như này thì cũng có giá rất là hợp lý, dao động từ khoảng 35 cho đến 40 ngàn một chậu hoa phong lữ như này. Lá của hoa phong lữ thảo đặc biệt của nó rất là dày và có những cái đốm loang màu đen trên mặt lá. Đây là đặc điểm của hoa phong lữ rủ. Một chậu phong lữ rủ này thì các bạn chọn thì các bạn nên lưu ý là chọn những cái cây to khỏe và đều sang bốn hướng. Ví dụ như cái cây này là của nó là tiêu chí để mua là rất thích hợp. Đấy. Nó rủ đều, các bạn chú ý nhé. Cây của nó chúng ta quan sát cây khỏe mạnh để đảm bảo là xanh tốt và đều tán đều sang bốn hướng, rủ sang bốn hướng. Đấy. Một chậu như này là tương đối đẹp. Rồi vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn về phong lữ rủ, về cách chọn và giá tham khảo để các bạn mua để chơi Tết, các bạn có thể biết được giá của nó tham khảo. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn đang xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký, sau đó nhấn vào chuông báo để được đón xem những video mới nhất của kênh. Tạm biệt, hẹn gặp lại.